Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị, anh chị em cùng toàn thể các bạn. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì bên em lại về thêm cho các bác một cái mẫu xe phân khúc hạng C, sedan mà trong tầm tiền khoảng hơn 300 triệu đồng anh chị em đã sở hữu rồi. Và đây chính là một chiếc Kia Forte sản xuất vào năm 2011, số tự động và xe trang bị động cơ là 1.6 cực kỳ là mạnh mẽ. Bản này là bản full nên em nó đã được trang bị đầy đủ cửa nóc rồi, cân bằng điện tử cũng như là gửi số thể thao sau vô lăng hết rồi. Sau đây thì em sẽ đi vòng quanh xe một vòng để cho các bác ngắm tổng thành form dáng sơn xi. Hôm nay thì em sẽ mở bung bốn cánh cửa ra để cho các bác xem luôn, nhìn luôn được thấy cả bên trong nội thất nữa. Đấy. Hôm nay thử thay đổi hướng, thay đổi gió một chút cho anh chị em xem nào, có thấy hay hơn hoặc là đẹp hơn so với những video cũ không? Thì các bác nhớ để lại một comment dưới phần bình luận nhận xét giúp em nhé. Ở đầu tiên ở bên trang thiết bị ngoại thất bên ngoài em này trang bị cụm đèn halogen. Thì các bác thấy là cái cụm đèn của nó rất là trong, không có hiện tượng mờ hay là vẩn đục. 4 la răng đúc, 5 chấu, rất là cứng cáp. Và xe trang bị 4 phanh ABS cũng như là em đã giới thiệu cho anh chị em rồi. Thì nó đã được trang bị cái hệ thống cân bằng điện tử chống trơn chống trượt. Và nội thất bên trong của xe các bác nhìn kìa, rất là sáng nhá, rất là đẹp. Đi về đằng sau của xe, ở đằng sau xe thì xe đã được trang bị camera lùi cùng với cả 4 cảm biến lùi phía sau. Đấy. Cực kỳ là an toàn cho các bác khi mà lùi xe vào những cái vị trí không gian chật hẹp. Cũng như là khi các bác lùi xe những cái vị trí không gian chật hẹp ấy, thì cái camera lùi giúp cho các bác là kiểm soát không gian đằng sau xe được tốt hơn. Và cảm biến lùi thì cảnh báo va chạm sớm cho anh chị em. Em này tắp ly, tắp lô các thứ, tắp ly thì 4 cánh như nhau nhá. Đây, em mở bung hết ra cho các bác xem luôn rồi. Ở cái cụm đèn sau thì đã được ốp mạ chrome. Nhìn từ form dáng đằng sau nó sẽ chắc chắn và cứng cáp hơn rất là nhiều. Và đi vòng sang phần thân bên lái để cho anh chị em ngắm kỹ hơn về tổng thành form dáng sơn xi, ngoại thất bên ngoài cũng như là nhìn qua về nội thất bên trong sau khi em đã mở hết tất cả các cánh cửa ra cho các bác xem để các bác cảm nhận sơ qua về chất lượng của chiếc Kia Forte này. Và hiện tại chiếc xe này bên em đang giao bán với giá là 345 triệu đồng, vẫn còn thương lượng, vẫn còn giá bớt thêm. Anh chị em nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966 để thương lượng về giá cả. Hoặc các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe, cảm nhận và đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại. Sau đây thì em sẽ đi vào bên trong nội thất để quay kỹ hơn cho anh chị em sau khi mà đi hết một vòng chung quanh xe. Bác nào chưa đăng ký kênh, chưa follow fanpage, nhớ đăng ký kênh và follow fanpage giúp em nhé. Về các trang thiết bị công nghệ thì em này trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện, có cả cục điện luôn đây nhá. Đấy, hệ thống gương kính chỉnh điện này có luôn cả cục điện, cân bằng điện tử chống trơn chống trượt, quá là an toàn khi mà các bác đi vào những cái cung đường trơn trượt hoặc là đường trời mưa, nó sẽ rất là an toàn cho anh chị em. Ở trên vô lăng thì đã được tích hợp một số phím chức năng rồi, có gửi số thể thao sau vô lăng đây. Đấy, bản full nhá. Ghế da zin theo xe. Đây, ghế da zin theo xe. Đây là hàng ghế trước nhá, lát em sẽ quay cái hàng ghế sau cho anh chị em xem. Màn hình giải trí Android cỡ lớn thì bên em cũng đã độ lên cho anh chị em rồi. Đây, có màn Android cỡ lớn nha. Điều hòa auto với hai vùng nóng lạnh, đè nổ thông minh start up có luôn. Và chân nỉ nguyên bản theo xe, cửa sổ nóc được trang bị đầy đủ. Đấy, được chưa? Cửa sổ nóc trang bị đầy đủ luôn. Được chưa? Đó là các trang thiết bị option công nghệ cơ bản trên chiếc Kia Forte này. Bây giờ thì em sẽ đi review về mặt chất lượng của xe cho anh chị em xem. Đầu tiên là các bác nhìn cái chỉ của cánh đây, chỉ của cánh chiếc bên lái đây nhá. Đấy, còn nguyên zin. Em tắt cái này đi cho nó đỡ kêu. Yeah. Cũng như là cái ốc giằng cửa. Ốc giằng cửa thì nó còn nguyên cái lớp bụi màu theo thời gian. Đấy, màu xanh trắng này, nguyên cái lớp bụi màu theo thời gian luôn nhá. Giằng cửa thì chưa có hiện tượng là suy chuyển gì cả. Nháy chỉ mới tạo sang cửa ok rồi nhá. Và các bác nhìn cái phần ốc bản lề này,
Đấy, bản lề này nhá, chưa hiện tượng tháo dỡ gì. Được chưa? Đấy, xem cái này là để biết là cái ở cột giữa, cái cột giữa bên lái này nó đã bị đâm đụng gì chưa. Thì các bác nhìn ở cái ốc bản lề dưới, bản lề dưới thì cũng còn nguyên cái lớp bụi ngọt từ thời gian kia, cũng chưa có hiện tượng là tác động bên ngoài vào, cả lê hoặc khẩu tác động vào nó. Nhân tiện đây thì em sẽ mở luôn khoang cốp và khoang động cơ. Đấy, như vậy là ok rồi nhá, cánh trước bên lái cũng như là cái phần cột giữa xuống sát xi gầm bệ ở đằng trước. Đây. Rất là chắc chắn với cứng cáp nhá. Điều hòa của em này thì cực mát luôn. Điều hòa cực mát luôn. Đấy, ok chưa? Không hiện tượng là hàn cắt ghép nối gì cả. Rồi. Bây giờ em sẽ đi xuống phần cánh sau bên lái. Đây, xin nhan trên gương này. Nó chính là cái giải nét đây nhá. Và cánh sau bên lái này thì ở cái phần ốc răng cửa cũng như là ốc bản lề thì nó tương tự thôi. Bởi vì là xe bên em thì kiểm tra rất là kỹ lưỡng rồi. Đi khắp nơi để tuyển xe cho anh chị em. Và đây là phần chỉ này. Bắt đầu xuống phần khoang cốp đằng sau, lần lượt từng vị trí một. Thì vì nó là xe phân khúc hạng C rồi nên là cái khoang cốp này nó rất là rộng. Khoang cốp này nó cực kỳ là rộng luôn. Và các bạn nhìn cái phần máng nước này. Đây, nước phần keo này. Để tắt luôn nhá. Phần gân chìm này, gân chìm là cái ngón tay em kéo này. Đấy, nó không có hiện tượng là gồ ghề hoặc là bị vấp vát vát vào đâu cả. Phần đuôi này thì cũng rất là đẹp. Đây, đưa một ngón tay vào vuốt một cái xem có bị vấp vát gồ ghề đâu không. Và đây là phần chỉ này, nghe chưa, cực kỳ là đẹp. Và quay đến chỉ trong, đây là phần chỉ trong. Chẳng không muốn một phần nào cho anh chị em. Quay xuống phần sắt xi gầm bệ bên dưới đấy, thì nó rất là chắc chắn và cứng cáp rồi nhá. Đấy, quá là cứng cáp và chắc chắn đây rồi. Rồi, bây giờ vòng sang phần thân bên phụ. Vòng sang phần thân bên phụ thì đây, đây là phần chỉ nhá. Đấy. Rồi. Xong là quay luôn về phần ốc răng cửa này. Bản lề trên này. Cũng như là bản lề dưới đây. Đi lên phần cái chiếc bên phụ này. Cửa này nhá. Bây giờ ông bàn là trên này. Đấy. Đó, luột luôn rồi. Nó quay đến bắt đầu cho đến phần chỉ của cánh trước bên cánh trước bên phụ đây nhá. Xong đến phần ốc bàn lề. Đây là phần ốc bàn lề này. Đây là bàn lề trên này. Còn đây là bản lề dưới này, có nhìn đây, bản lề trên cũng như bản lề dưới đây, nha. Đấy. Như vậy là ở bốn phía, ba phía, bên lái, đằng sau, bên phụ là ok rồi, không có hiện tượng là đâm đụng va chạm gì. Còn bây giờ em sẽ đi vào bên trong phần khoang động cơ, nha. Thank you.
Bên trong phần khoang động cơ thì nó khô ráo này, không có hiện tượng là chảy dầu, chảy mỡ các nhá. Khoang động cơ thì khô đét luôn. Nghe chưa? Tuy nhiên ở cái đời 2009 này thì phần khoang động cơ, phần máy móc thì bên em đã và gì bảo dưỡng sơ qua rồi. Nhưng là số này, hộp số các bác nhìn này. Hộp số vẫn còn zin luôn nhá. Hộp số vẫn còn zin luôn. Máy móc thì và gì bảo dưỡng qua thôi các bác nhá. Đấy, chứ còn phần dưới này, đây phần keo này, phần ở dưới là vẫn ngon lành cảnh đào luôn, vẫn nguyên zin nhá, vẫn còn nguyên zin, được chưa? Phần bảo dưỡng bảo trì và cái mặt sàn cò thôi, còn máy móc ở dưới thì vẫn còn nguyên zin các nhá. Đây các bác nhìn có thể nhìn thấy cả cái hộp số này, hộp số đây nhá, hộp số vẫn còn nguyên zin ạ, bảo dưỡng qua phần sàn cò thôi. Và qua đến phần chỉ này, yeah. Chỉ cũng nguyên gì luôn, qua nhìn độ cabo là cũng vậy, được chưa? Chúng là bảo dưỡng qua cái phần dàn cò thôi, bởi vì là đời 2009 rồi. Đây là chín rồi nên là cái phần dàn cò nó cũng bị hao mòn khá là nhiều. Đây là bên em đã bảo trì bảo dưỡng cho anh chị em về cái phần mặt dàn cò. Còn máy móc thì vẫn còn từ cái mặt dàn cò trở xuống ấy. Bảo dưỡng duy nhất cái phần mặt dàn cò thôi, còn ở dưới thì nó vẫn còn nguyên zin rồi. Zin đét rồi, hộp số cũng còn nguyên zin. Và như vậy thì em đã review xong cho anh chị em một chiếc Kia Forte sản xuất vào năm 2011, số tự động và xe trang bị động cơ là 1.6 với mẫu sedan phân khúc hạng C, trong tầm tiền hơn 300 và giá cho chiếc xe này là 345 triệu đồng. Vẫn còn thương lượng, anh chị nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với Trang Dũng Audi. Còn bây giờ thì em xin phép được kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Một lần nữa thì em xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.